Chúc đại gia đình chúng ta an lạc với A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 6. Những cái đề học tập này rất quan trọng đối với người tu tịnh độ của chúng ta. Chỗ niệm đến cùng đó là đến khi cuối cùng niệm câu Phật hiệu, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Và hàng ngày chữ niệm này là quân tập hàng ngày. Đến cùng là đến khi cận tử nghiệp cũng niệm một câu Phật hiệu, được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Này rất quan trọng quý vị. Nên cái đề học mà một câu A Phật niệm đến cùng này nhắc nhở những người tu tịnh độ chúng ta tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, quan trọng lắm. Nên ngày nào cũng được nhắc nhở, ngày nào cũng nhắc nhở và thúc đẩy cái việc tinh tấn niệm Phật. Quý vị thấy cái đạo tràng trên không trung của chúng ta bây giờ, là quý vị thấy rõ ràng là thời khóa quý vị tu nhân đôi lên luôn, phải không? Là nhờ cái gì? Đầu kéo. Phương pháp tu có đầu kéo. Và quý vị vào cái thời khóa tu bây giờ tu rất chuẩn. Và tu rất thèm, đúng không? Nên những đức nói cái đạo tràng trên không trung này là một cái đạo tràng tương lai rất nhiều người giảng sanh cực lạc. Ở tại chỗ nào niệm Phật thì thành tựu con đường giảng sanh tại chỗ đó. Nhớ kỹ nghe. Ở tại chỗ nào niệm Phật thì thành tựu con đường giảng sanh tại chỗ đó. Chỉ cần gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên cố, quý vị cứ yên tâm, có Phật A Di Đà sắp xếp. Niệm Phật là việc của mình, tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật. Chỉ cần chúng ta chân thật niệm có Phật hiệu này, cái việc tiếp dẫn giảng sanh để Phật A Di Đà sắp xếp. Còn gì mà chúng ta không yên tâm quý vị? Nên người mà tín nguyện niệm Phật tâm thường an. Người thiếu tín nguyện niệm Phật thì đi tìm kiếm. Nếu người mà tín nguyện niệm Phật thì biết an định tâm. An định tâm ngay đâu? Ngay câu Phật hiệu. An định tâm ngay câu Phật hiệu. Người mà không gây dựng tín nguyện thì đi tìm kiếm. Có những khi họ lại tin con người mà không tin vào bổn nguyện. Tổ sư đã nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Chúng ta lại nói rằng bạn đầy đủ tín nguyện niệm Phật mà nếu như không có người hộ niệm thì bạn cũng không giảng sanh. Ủa? Sao nói ngộ vậy? Tổ sư đã nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do tín nguyện hay không. Bạn đã có đầy đủ tín là tin Đức Phật A Di Đà, bạn niệm Phật rồi, nguyện là bạn nguyện cầu sanh cực lạc rồi, thì làm gì bạn không được giảng sanh về cực lạc. Nên từ nơi đó mà bạn đã gầy dựng tín nguyện rồi thì bạn thành công con đường giảng sanh. Thì phải nhớ rằng riêng cái pháp niệm Phật này, mình hướng dẫn người ta tu là đưa người ta vào cái nguyện của Phật để tin Phật. Vì có những khi khi cận tử nghiệp người khác mình muốn lợi giúp, có khi cũng bị trở ngại mình không giúp được, thì để cho người ta bình an, người ta niệm danh hiệu Phật để người ta được sanh cực lạc. Có người giúp đỡ cũng tốt, không có người giúp đỡ người ta cũng thành tựu con đường giáng sanh. Mình có dám bảo đảm rằng khi cận tử nghiệp người ta mà mình đến được không? Tại vì giữa con người với con người nó có trở ngại vì nghiệp trước. Nhưng nếu mình tin vào bổn nguyện của Phật, tin vào Phật thì quá giải nghiệp chướng. Mà quá giải nghiệp chướng thì Đức Phật A Di Đà ngày sắp xếp thì cực kỳ phù hợp. Vì phải nhớ rằng nếu nói rằng niệm Phật mà để Phật sắp xếp thì câu này rất phù hợp. Vì quý vị niệm Phật nên Phật sắp xếp. Còn nếu như quý vị không niệm Phật thì làm sao cảm với bổn nguyện của Phật. Nên Đức Phật A Di Đà ngày đưa ra danh hiệu của Ngài, chúng sanh muốn về quốc độ của Ngài thì phải niệm danh hiệu Ngài, và muốn về quốc độ của Ngài gọi là tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Tổ sư cũng nói bạn chỉ cần gây dựng tín nguyện kiên định thì hiện đời tu, hiện đời an lạc, cuối đời sanh cực lạc. Quý vị coi đa phần người mà tín nguyện niệm Phật, quý vị coi phải đa phần không?
Đa phần là những người này là những người bình an, họ sẽ an định bất cứ ở nơi nào, họ cũng an định được. Họ sẽ có được sự an lạc của nội tâm vô cùng nếu người gây dựng tín nguyện niệm Phật kiên định. Tâm họ lúc nào cũng cắm vào câu Phật hiệu hết. Quý vị nhớ là có những việc trong cuộc đời chúng ta dù có tiền, có danh, có đầy đủ phương tiện nhưng không giải quyết được. Có những khi không giải quyết được. Nhưng cuối cùng chỉ có câu Phật hiệu này giải quyết được vấn đề. Nhớ kỹ, cuối cùng câu Phật hiệu này giải quyết được vấn đề. Những đứa đã gặp rất nhiều người bệnh đau, ung thư, gặp chuyện này chuyện kia, đầy đủ của cải vật chất nhưng không giải quyết được vấn đề của bệnh đau. Nhưng khi nghe được có môn niệm Phật, người ta lại dồn hết tâm tư vào chỗ niệm Phật, người ta lại thành công. Thành công con đường giải thoát. Nên cái pháp môn niệm Phật này là cái pháp môn mà được mười phương chư Phật tán thán. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày có câu nói rằng: nếu như chúng sanh chúng ta mà không có được cái pháp môn niệm Phật này thì 9.000 năm trong thời mạt pháp chúng sanh chúng ta hoàn toàn chịu thua, không có cơ hội gì mà được thành công con đường giảng sanh, giải thoát một đời. Nên pháp môn tịnh độ này là pháp môn cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp. Quý vị phải hiểu cái câu mạt pháp. Pháp của Phật không có mạt. Nhưng người tu của chúng ta, tuy mình nghe đạo biết tu nhưng mình làm sai, và mình không có phương hướng hướng đến giải thoát, nên không có người giải thoát, nên gọi là mạt pháp. Giống như một phương pháp Đức Phật đưa ra hữu hiệu mà chúng ta làm thì không được. Nên cái pháp của Phật đưa ra mà không có được cho chúng sanh thành tựu giải thoát nên gọi là mạt pháp. Chứ pháp của Phật thì lúc nào cũng thịnh pháp, không có mạt. Nên chúng ta muốn thịnh pháp cho nhiều chúng sanh được nhờ thì quý vị phải nhớ rằng cái việc tu hành của chúng ta là việc cực kỳ quan trọng để nêu cao cái giáo pháp của Đức Phật khắp nơi nơi được tín dùng, gọi là tín dùng. Và các pháp môn tịnh độ này, nếu như quý vị chân thật niệm Phật, chữ Phật là chữ giác ngộ, nên chúng ta đem cái tâm giác ngộ để áp dụng vào cuộc sống. Gặp thuận gặp nghịch, thuận không dính mắc, nghịch không buồn phiền. Người ta khen mình đây, kế đó người ta sẽ chê mình. Người ta giúp mình đây, kế đó có thể người ta sẽ không giúp mình nữa. Nên cuộc đời này nó rất là vô thường. Có những sự việc sẽ đến với mình rất bất tử, trở tay không kịp. Nhưng trong hoàn cảnh nào mình cũng niệm Phật, trong hoàn cảnh nào mình cũng cầu sanh cực lạc. Cái chữ giác ngộ trong nhà Phật gọi là hiểu được vô thường. Chữ giác ngộ là hiểu được vô thường. Đã hiểu được vô thường rồi thì bản thân mình ở trong cái cõi này mình không bị câu thúc nặng nề khổ đau. Thế thì biết rằng có những việc trong cuộc đời mà con người ta hụt hẳn đến mức người ta muốn tự tử, người ta chết, người ta dồn hết tình thương vào một chỗ nào đó, cuối cùng trả lại cho người ta là sự phũ phàng. Nếu như chúng ta không nghe đạo thì đi vào tuyệt vọng. Tại vì mình nhiệt tình hết mình vào người ta mà người ta lại trả lại cho mình là sự phũ phàng. Mà phũ phàng đến với mình mà mình không nghe đạo, không hiểu được nhân quả thì mình bị hụt hẳn và đi vào con đường bế tắc. Khi mình đi vào con đường bế tắc thì mình không còn suy nghĩ được những điều sáng suốt. Không nghĩ được những điều sáng suốt. Nhớ nghe. Nên quý vị thấy Phật pháp rất là quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Dù người khỏe hay người bệnh đau, người trẻ hay người già, người giàu hay người nghèo,
Bất cứ một hạng người nào cũng có thể học được Phật Pháp. Vì Phật Pháp rất là chánh tín, không có mê tín. Những điều như Đức nói đây quý vị nghe rất là xác thực. Vì trong cuộc đời mỗi một người chúng ta có thịnh cỡ nào cũng sẽ có si, vì ở cõi này là như vậy. Nên những đứa nói rằng người ta thương mình cỡ nào thì cũng có người ta ghét mình. Thí dụ như một lời nói như vậy có nhiều người thích, nhưng mà có những người không phải nhân duyên này người ta không thích. Nhưng nếu người ta hiểu được định luật nhân quả, không thích thì không tạo nghiệp chướng ở trong đó, không thích thì thôi không coi. Nhưng mà có người không hiểu thì không thích lại quay lại chê, chửi, mắng. Nên từ nơi đó mà chúng sanh diêm phù đề chúng ta dễ tạo nghiệp từ khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp rất dễ tạo, hết sức cẩn thận. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ nêu khẩu nghiệp đứng hàng đầu. Còn thường các kinh thì thân đứng đầu, nhưng kinh Vô Lượng Thọ thì đưa lên khẩu nghiệp đứng đầu. Nhớ giữ khẩu nghiệp không nói lỗi người, nên khẩu nghiệp lại đưa lên đứng đầu. Nhớ nghe, khẩu nghiệp đưa lên đứng đầu. Nên mỗi một người chúng ta khi nhận thức được thì vì hiểu rằng rất dễ tạo khẩu nghiệp. Mà cái khẩu nghiệp là nó phát xuất từ ý nghiệp. Ý nghiệp mình không tốt nên mình mới phát ra cái khẩu nghiệp mình mắng chửi người. Nếu như mà ý nghiệp mình nhớ Phật thì miệng mình sẽ niệm Phật. Nên mỗi ngày mình được dụng công tu như vậy, niệm Phật, từ ý niệm nhớ Phật phát ra miệng niệm Phật, thăng lễ Phật. Chỉ một phương pháp tu thôi mà khẩu thân ý đều hướng về Phật. Mà hướng về Phật là hướng đến sự giác ngộ. Tự nhiên lâu ngày tâm mình dịu hết, con người mình dịu tâm hết quý vị. Nên phương pháp niệm Phật lễ Phật hay lắm, cực kỳ hay luôn. Vừa rèn luyện được sức khỏe, rèn luyện được ý chí. Lợi ích cực kỳ lớn. Và mình nghe như vậy rồi mình sẽ giải tâm được rất nhiều thứ trong cuộc đời của mình. Nên nhà Đức thường nói mình phải tin nhân quả. Thiếu nợ thì trả, đừng than van. Nếu thật sự bạn là người niệm Phật muốn sanh cực lạc, thiếu nợ thì trả, đừng than van. Quý vị nhớ rằng từ đây về thế giới cực lạc, nhất định trong cuộc đời này chúng ta sẽ gặp sự trở ngại. Bạn cũng đừng cầu cái bình an, mà bạn cũng đừng cầu cái bất an, mà bạn hãy nhớ Phật niệm Phật. Thì bạn trong hoàn cảnh nào an trong hoàn cảnh này. Chính bản thân những đức tu tập, những đức cũng gặp những sự trở ngại, thử thách đủ chuyện hết. Trở ngại, thử thách đủ chuyện hết. Nhưng trong hoàn cảnh nào những đức cũng niệm Phật. Có những người gặp những đức hỏi, gặp thầy, lúc thầy gặp sự cố trở ngại nhất, tâm niệm nào của thầy mà vượt qua? Những đức nói hiện tại chúng ta đang còn được sống thì đã là sống, thì phải sống cho tốt. Dù có dấp té cỡ nào thì cũng nỗ lực mà đứng lên. Nhưng cái đặc biệt mà đứng lên được là nhờ có phương pháp tu, đó là niệm Phật lễ Phật. Cái niệm Phật lễ Phật này quý vị phải nhớ rằng là nó có một cái khả năng cải tử hoàn sinh cho chúng ta. Nhớ kỹ câu này nghe. Cái công đức niệm Phật lễ Phật có khả năng cải tử hoàn sinh cho tâm chúng ta. Một con người khổ đau đến mức cực điểm, chán nản, không còn phương hướng, tuyệt vọng, như vậy mà chỉ có niệm Phật lễ Phật mà cải tử hoàn sinh được cái tâm con người này. Mà con người này khô cằn sỏi đá về nội tâm, hiện tướng cũng khô cằn sỏi đá, như vậy mà chỉ có niệm Phật mà cải tử hoàn sinh được cho thân tâm của họ. Hay chưa? Tuyệt vời chưa? Nên rất là nhiều người nhờ phương pháp niệm Phật lễ Phật và nghe về nhân quả mà có thể cải tử hoàn sinh được tâm mình.
mà tâm đã tốt thì tướng tốt. Nó mới nói rằng là tướng do tâm sanh. Nên một câu Phật hiệu này, cái đề học niệm đến cùng này tuyệt vời. Quý vị nhớ nè, cái nơi nào, nhà nào, đạo tràng nào chuyên niệm Phật, vậy có người nhân quả. Quy nhất con người lại thành thiện tâm, vui vẻ, khoan dung và tha thứ, thì hoàn cảnh nơi đó có xấu cỡ nào nó cũng trở thành tốt, vì chính những đức đã thấy rõ ràng. Còn nếu như cái nơi nào hơn thua đấu đá tranh giành, ích kỷ nhỏ mọn, thì dù hoàn cảnh có tốt cỡ nào nó cũng phá hoại hoàn cảnh nơi đó thành xấu. Nên phong thủy là do tâm con người mà sanh ra. Nhớ kỹ câu nghe, phong thủy là do tâm con người mà sinh ra, tốt hay xấu là do tâm. Nên trong nhà Phật có câu nói rằng tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nên mình mỗi ngày niệm Phật, lễ Phật, mình nghĩ thiện, dù mình chưa làm được việc thiện, mình nghĩ thiện thì việc ác cũng tránh xa mình. Nhưng nếu mình nghĩ ác thì việc thiện sẽ tránh xa mình. Nên tất cả bạn thiện, vì để ý từ khi mình học Phật, mình niệm Phật, mình phóng sanh ăn chay, thì bạn ăn chay phóng sanh hướng thiện đến tìm mình. Còn ngày xưa mình ăn nhậu bê tha đi chơi, quýnh bài cá độ đá banh thí dụ, thì tự nhiên những bạn đó lại đến tìm mình. Còn từ khi mình ăn chay, mình niệm Phật, mình lễ Phật, thì bạn ăn chay niệm Phật lễ Phật đến tìm mình. Quý vị công nhận điều này, quý vị phải nhận thức cho thật sâu sắc đi. Nên tìm bạn là ngay chính mình. Còn nhiều người là đi tìm, tìm bạn là ngay chính mình. Tìm người chồng thiện là ngay tâm mình thiện, tìm người vợ thiện là ngay tâm mình thiện. Có nghĩa là tìm những cái thiện là do tự tâm mình mà chiêu cảm đến, họ sẽ đến tìm mình, họ sẽ gặp mình. Còn nếu như tâm mình ác mà muốn đi tìm cái thiện, từ khi phước báo nhân duyên của mình rất lớn, khó lắm. Nhớ nghe quý vị. Nên mỗi ngày nhớ Phật, niệm Phật là một cái quân tập cực kỳ hay, để tạo cho mình một cái nguồn năng lượng cực kỳ cao. Và những thời khóa tu tập như vậy giúp cho quý vị tăng trưởng năng lượng cực kỳ đặc biệt tuyệt vời. Và chính những người ở nhà này tu tập được an lạc, vui vẻ, và cái tâm giải thoát chúng ta càng ngày càng mạnh. Giải là hiểu được vô thường, thoát là buông xuống phiền não. Có nhiều người mà khi lúc trước ở nhà chưa có thời khóa tu, chưa được nghe pháp, quý vị nhớ, nội mà người chồng đi làm thì mình đã ở nhà lo lắng trông chờ. Người vợ đi đâu là mình sẽ hỏi han đi đâu đi đâu. Nhưng nếu quý vị niệm Phật, lễ Phật, có năng lượng, có niềm vui của pháp lạc, quý vị sẽ để người ta tự nhiên mà người ta càng tranh thủ về nhà sớm. Còn mình gọi người ta, mình hỏi han, mình bó buộc người ta, người ta càng không muốn về. Nên sự bó buộc là sự phan duyên, mà đã là phan duyên thì chuốc tai ương chắc chắn luôn. Nên nhiều người thương mà thành bó buộc mà lại cuối cùng mất đi. Nhưng mà từ khi niệm Phật an lạc, có cái tâm giải thoát, thì tự nhiên người ta lại càng thích tìm đến mình. Vì người ta tìm đến mình, người ta có được sự bình an nên ta tìm đến mình. Nên quý vị nghe những điều này rồi, những người mà đang ở nhà mà dụng công tu tập, nên mở rộng phạm vi ra, chỉ bạn bè mình, chỉ những người có nhân duyên người ta niệm Phật, cho người ta vô niệm Phật lấy Phật. Và những người người ta thích rồi, người ta lỡ công ty, người ta chỗ làm, người ta lúc nào người ta rảnh, người ta cũng vô, người ta niệm Phật lễ Phật luôn. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Cái chỗ này là cái mình quân tập và cầm theo, cực kỳ quan trọng. Nên chúng ta học tập mười mấy hai chục phút này để gây dựng tín nguyện cho chúng ta niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nhớ kỹ, niệm nơi nào Phật rước nơi đó, bất cứ nơi nào Phật cũng đến được, không bị trở ngại. Còn tin con người là có trở ngại, tin Phật thì để Phật sắp xếp. Nên gây dựng tín nguyện niệm Phật, để niệm Phật, sống trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng sống vui, thiếu nợ thì trả, không buồn. Nhớ kỹ nghe quý vị. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.